chồng Minh Hằng tiết lộ điều đặc biệt trong hôn nhân. Ông xã doanh nhân của nữ ca sĩ Minh Hằng đã có những chia sẻ và cảm xúc khi hay tin vợ mang bầu, cũng như sự thay đổi trong cuộc sống hôn nhân. Sau gần một năm kết hôn, Minh Hằng đã vui mừng thông báo đang mang thai con đầu lòng bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Mới đây nhân dịp sinh nhật vợ, ông xã doanh nhân của nữ ca sĩ Minh Hằng đã có những chia sẻ và cảm xúc khi hay tin vợ mang bầu, cũng như sự thay đổi trong cuộc sống hôn nhân. Ông xã Minh Hằng nói, đây là một hành trình khó khăn và mới mẻ, mới là do vợ chồng tôi chưa biết gì về phương pháp này, còn khó là vì không phải có tiền, có sức khỏe, có công nghệ và bác sĩ giỏi là làm được. Thật sự cần may mắn và duyên số nữa. Nhìn cục mỡ siêu tí hon từ trong ống nghiệm đưa vào người vợ thật xúc động, rơi nước mắt. Nhìn con hình thành từ từ, lớn lên từng ngày, trò chuyện, vui đùa và kết nối với con mà vợ chồng thật hạnh phúc. Bên cạnh đó, ông xã Minh Hằng còn cho biết chính tình yêu chân thành của vợ đã khiến cho anh ngày càng trẻ trung và yêu đời hơn. Mỗi ngày trôi qua, tôi thấy hạnh phúc khi được sống cùng vợ. Hành động vui nhộn khó lường của vợ đôi khi cũng khiến tôi bật ngửa. Tình yêu của vợ khiến tôi trẻ trung hơn, lạc quan, yêu đời hơn và tự tin phấn đấu hơn. Tôi mong gia đình mình sẽ mãi giữ lửa và tràn ngập tiếng cười như 7 năm qua, ông xã Minh Hằng chia sẻ. Trước đó, Minh Hằng đã có những chia sẻ về quá trình mang thai của mình, đồng thời bật mí về lý do tại sao không để thụ thai tự nhiên mà lại chọn phương pháp IVF. Bên cạnh đó, cô cũng không quên gửi lời khuyên đến các chị em rằng nên chữa đông trứng trước khi quá muộn, cần chuẩn bị hành trang tốt nhất để chuẩn bị làm mẹ. Minh Hằng viết, thật ra với những gì đã trải qua và cho đến thời điểm này, bản thân Hằng chưa từng cảm thấy hối hận với bất cứ quyết định nào. Chính vì được tiếp cận với những kiến thức rất hữu ích, thậm chí có những điều khiến mình phải qua tưởng đó giờ nó phải như vậy, nhưng lại sai à. Nên Hằng muốn chia sẻ tất cả những thông tin này cho chị em phụ nữ chúng ta, đặc biệt là những cô gái vẫn đang chọn sự nghiệp là ưu tiên hàng đầu, hay những người phụ nữ vẫn đang chờ đón cơ duyên được gặp bé cưng của mình. Ngoài ra, Minh Hằng còn khiến công chúng không khỏi bất ngờ khi tiết lộ đã mất một phôi thai trong quá trình phát triển. Cô cho biết bản thân rất muốn mang song thai trong lần thụ tinh này, do đó đã cảm thấy chạnh lòng khi mọi người chúc mừng mình mang bầu đôi. Hiện nữ diễn viên, ca sĩ đang tập trung dưỡng thai và chờ đón con chào đời do trước đó cô từng gặp tình trạng khó thở, bác sĩ chẩn đoán có nguy cơ sảy thai 10%.